Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên ngày 11 tháng 7 năm 2020. mến chào anh chị em và các bạn hôm nay là ngày thứ bảy ngày cuối tuần chúng ta được nghỉ ở nhà chúc các bạn ngày cuối tuần thật là vui đầm ấm hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình và bên bạn bè và chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện với nhau để đi chơi với nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau và nhất là dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa. Thưa anh chị em, lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời sự thật. Cho nên mỗi ngày chúng tôi cố gắng hết sức để gửi đến anh chị em lời Chúa mỗi ngày có audio tức là có lời có video tức là có những hình minh họa có nhiều người nói thưa cha con muốn thấy mặt cha sao cha không livestream để cho con thấy cha giảng thấy cha làm lễ tôi nói tốt thì cũng tốt nhưng mà không cần thiết vì lời của chúa và chúa mới là cái đích mà mình nhắm đến còn chúng tôi chỉ là người phục vụ là người dẫn đường là người giống như là Doan nói rằng tiếng hô trong sa mạc là người để đưa anh chị em đến gặp gỡ được Chúa cho nên không nhất thiết không cần thiết phải cứ thấy cái mặt của ông cha lòng làm cái gì thưa anh chị em anh chị em nghe thì biết là tôi vẫn còn sống và sống vui sống khỏe sống cho đến chết được chưa ạ rồi, cảm ơn anh chị em. Và điểm thứ hai nữa là lời của Chúa là lời hàng sống. Cho nên là mỗi người chúng ta có trách nhiệm là đi loan truyền, loan báo, chia sẻ cho những người khác. Và việc loan truyền, loan báo này phải là vô vị lợi, vô điều kiện. Không trông mong gì lợi nhuận hoặc là đòi hỏi quyền lợi gì hết cũng không trông mong gì sự trả công thưởng công gì của người thế gian vì thế mà anh chị em lưu ý chúng tôi có trang web tín thác net có youtube tín thác net và facebook là thiện nguyện tín thác tất cả trên trang web trên youtube cũng như là facebook không bao giờ chúng tôi xem bất cứ một cái quảng cáo nào vào đó và cũng không bao giờ chúng tôi giới thiệu bất cứ một sản phẩm nào để gọi là mua bán gì trong đó cho dù là ảnh tượng là chẳng chuỗi nếu anh chị em mà thấy trang web hoặc youtube hoặc facebook nào có quảng cáo trong đó thì họ đã copy bài của chúng tôi đăng lên để câu view và xen quảng cáo vào đó để kiếm lợi nhuận. Đó không phải là chính hãng, không phải chính gốc, không phải là chính chủ. Chính chủ là không hề có quảng cáo và không hề giới thiệu sản phẩm nào cả dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi chấp nhận là trả tiền cho YouTube để không quảng cáo thay vì là lấy quảng cáo để YouTube trả tiền cho chúng tôi. Suốt 13 năm Loan truyền tin mừng lòng chú Thương Xót Từ thời chưa có Facebook Chưa có Youtube Chỉ có trang web thôi Chỉ có audio thôi Cho đến bây giờ Dường như là không có ngày nào Chúng tôi không có những bài giảng cho anh chị em Có khi một ngày hai ba bài Như ngày xưa chúng tôi đi làm lễ ở nhiều nơi Một ngày đi hai nơi thì có hai bài Chủ nhật đi ba nơi thì có ba bài Và tất cả đều được truyền trực tiếp cho anh chị em nghe. Thứ hai nữa là chúng tôi sử dụng Facebook chỉ để đăng bài, không hề có trả lời đối thoại gì trên đó hết. Những ai mà trả lời Vinh chị em là cha cầu nguyện cho trên Facebook hoặc là xưng cha trên Facebook là không phải tôi đâu, tôi là cha giả đó, không có cha thật đâu. Vì tôi chỉ dùng Facebook để post bài, đưa bài lên cho anh chị em. Coi, xem và đọc rồi cầu nguyện Không hề trả lời qua Facebook cho bất cứ một ai Cho nên cho em cẩn thận Để đừng bị người ta lợi dụng hoặc là hiểu lầm Cái tiếp là hiện thời chúng tôi vẫn dân thánh lễ hàng ngày 6 giờ sáng tại trung tâm mục vụ Và 3 giờ chiều lần chuỗi lòng thư xót lần chuỗi mân côi Tại nhà nguyện trung tâm mục vụ và nhà nguyện đó chỉ dành cho đức cha, các cha và các thầy mà thôi Không có dâu dân Vì đó là nơi đào tạo cho các thầy, nơi các cha Vì thế mà anh chị em đừng có nghe ai nói là Có lễ trực tiếp ở đâu, ở đâu hoàn toàn không có đâu Anh chị em cứ an tâm Chúng tôi vẫn cử hành thanh lễ, vẫn chầu thánh thể lần chuỗi mân côi, lần chuỗi thương xót hàng ngày cầu nguyện cho anh chị em tất cả những ý nguyện, những lời cầu lời khấn hàng ngày chúng tôi nhận được và trên Facebook không có đối thoại, không có kêu gọi đóng góp bất cứ một cái gì dưới bất cứ hình thức nào anh chị em nhớ hết sức cẩn thận cái đó nha và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người lợi dụng lòng tốt của anh chị em hoặc là lợi dụng youtube facebook hoặc trang web để mà thu lợi nhuận cho mình mình cầu nguyện cho họ để họ được hối cải để họ được đón nhận lời của chúa và chia sẻ lời của chúa cho mọi người vô điều kiện vô vị lợi với tâm tình đó mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời chúa trong bài đọc một năm chẵn ngày thứ bảy tuần thứ mười bốn thường niên bài trích sách ngôn sứ Isaiah năm vụ Udijahu băng hà tôi thấy chúa thượng ngự trên ngai rất cao táo của người bao phủ đền thờ phía bên trên người có các thần seraphim đứng chầu mỗi vị có sáu cánh hai cánh để che mặt hai cánh để che chân và hai cánh để bay các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo binh là đấng thánh, cả mặt đất rạng người vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Bây giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi, tôi chết mất vì tôi là một người môi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gấp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội. Bây giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán, tôi sẽ sai ai đây? Tôi sẽ sai ai đây? Ta sẽ sai ai đây? Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa, dạ, còn đây, xin sai còn đi. Hallelujah, Hallelujah. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc bởi lẽ thần khi của Thiên Chúa ngự trên anh em. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 24 đến câu 33. Matthew chương 10 câu 24 đến câu 33. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là BNJ huống chi là người nhà. Vậy, anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rau giảng anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em Thì đối với anh em cũng vậy Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi Vậy anh em đừng sợ Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ Thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy Đấng ngự trên trời còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ Thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy Đấng ngự trên trời Thưa anh chị em Trong bài giáo lý sáng ngày thứ tư 11 tháng 12 năm 2019 Đức Thánh Cha Phan Cô trình bày chứng tá của Thánh phaolô Được ghi dấu với đau khổ mà Ngài phải chịu Như được thuật lại trong sách công vụ tông đồ Đức Thanh nhấn mạnh rằng siêng sích của Thánh Phaolô đã trở thành khí cụ loan báo tin mừng nhờ tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô. Siêng sích của Thánh Phaolô đã trở thành khí cụ loan báo tin mừng nhờ tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô. Đức Thanh Chà Francisco mời gọi các tín hữu noi theo gương của Thánh Phaolô, kiên vững trong đức tin, nhìn mọi sự với đôi mắt đức tin và làm môn đệ truyền giáo, chứng nhân của niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định Thánh Phaolô không chỉ là người rao giảng tin mừng đầy nhiệt huyết Nhà truyền giáo gan dạ giữa những người ngoại giáo Mang lại sự sống cho các cộng đoàn kỳ tô giáo mới Nhưng Paulo còn là chứng nhân đau khổ của Chúa Phục sinh Paulo không chỉ là người rao giảng tin mừng đầy nhiệt huyết Nhà truyền giáo gan dạ giữa những người ngoại giáo Mang lại sự sống cho các cộng đoàn kỳ tô giáo mới nhưng còn là chứng nhân đau khổ của Chúa Phục Sinh Chứng tá đau khổ của Thánh Phao Lô Lớn lên theo dòng thời gian của cuộc đời Ngài Đức Thánh Cha giải thích Việc Thánh Tông Đồ đến Jerusalem Được mô tả trong chương 21 của sách Công vụ Tông Đồ Tạo nên sự thù ghét dữ dội đối với Ngài như đối với Chúa Giêsu, Jerusalem cũng là thành phố thù địch đối với Phaolô. Phaolô đi đến đền thờ, bị nhận diện, bị đưa ra ngoài để hành hình và được những người lính Roma cứu trong đường từ kẽ tóc. Phao-lô bị buộc tội giảng dạy chống lại lề luật và đền thờ, bị bắt và bắt đầu hành trình ngục tù. Trước tiên là ra trước Thượng Hội Đồng, rồi đến trước Công Tố Viên Roma tại Cesare, và cuối cùng là trước Vua Agrippa. Thánh Luca nhấn mạnh sự tương đồng giữa Phaolô và Chúa Giêsu. Giữa Phaolô và Chúa Giêsu có tượng sự tương đồng, cả hai đều bị những kẻ đối nghịch thù ghét, bị buộc tội công khai và được chính quyền đế quốc công nhận là vô tội. Và vì thế, Thánh Phaolô được liên kết với cuộc thương khó của thầy mình. Và cuộc thương khó của Phaolô trở thành một phúc âm sống động. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ với tín hữu: Tôi vừa đến từ đền thờ Thánh Phaolô. Ở đó tôi đã tiếp các tín hữu hành hương của một giáo phận ukraine dân tộc này đã bị bách hại họ đã đau khổ rất nhiều vì tin mừng nhưng họ không thỏa hiệp về đức tin họ là một gương mẫu ngày nay trên thế giới tại châu âu rất nhiều kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin hay bị bách hại bởi những người mang găng tay trắng nghĩa là bị loại ra bị gạt ra bên lề tự đạo là không khí của cuộc sống Kitô hữu của cộng đoàn Kitô giáo luôn luôn có những vị tự đạo ở giữa chúng ta điều này là dấu hiệu chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giêsu thật là phúc lành của Chúa khi có người nào đó trong cộng đồng dân Chúa làm chứng tá tự đạo này. Nhà truyền giáo đích thực không chú trọng vào chính mình, nhưng luôn hướng về Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý khi nói rằng là Thánh Phaolô được yêu cầu tự bào chữa cho mình trước những lời buộc tội và cuối cùng trước sự chứng kiến của nhà vua Agrippa thứ hai lời biện luận của Phaolô trở thành một chứng tá hiệu quả của đức tin. Anh xem mở sách công vụ chương 26 câu 1 đến câu 23 thấy rõ điều đó. Ngay cả khi nói về chính mình, Thánh Phaolô loan báo và bày tỏ về Chúa của mình. Thật vậy, nhà truyền giáo đích thực không chú trọng vào chính mình mà tất cả đều hướng về Chúa đứng là trung tâm của mọi điều, đặc biệt là của tâm hồn của Ngài. Chân dung của Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, chân dung của Phaolô là chân dung của một tù nhân và xiềng xích là dấu hiệu của lòng trung thành của Ngài với tin mừng và chứng tá về đấng phục sinh. Chân dung của Phaolô là một tù nhân, xiềng xích là dấu hiệu lòng trung thành của Phaolô với tin mừng và là chứng tá của phục sinh xiềng xích chắc chắn là một thử nghiệm nhục nhã đối với thánh tông đồ xuất hiện trước mắt thế gian như một tên tội phạm nhưng tình yêu của phaolô dành cho chúa kitô mạnh đến nỗi ngay những xiềng xích này cũng được đọc với con mắt đức tin niềm tin đối với phaolô không phải là một lý thuyết một ý kiến về thiên chúa và thế giới mà là tác động của tình yêu Thiên Chúa đối với trái tim Ngài là tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh chị em và thưa các bạn, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong tin mừng Thánh Matthew chương 10 câu 24 câu 33 ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên cho chúng ta thấy rõ như vậy vì chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ và điều đó chứng thực qua cuộc đời của Phaolô mà Đức Thánh Cha Francisco vừa minh họa cho chúng ta. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà, Chúa của chúng ta mà người ta còn gọi là Benjebun tức là ma quỷ, tướng quỷ thì huống chi là người nhà. Cho nên Đức Giêsu biết rằng con người ta bản tính yêu đuối mỏng giòn trước đe dọa, trước đau khổ, trước tù đầy, trước tra tấn, bách hạ thì ai mà không run sợ bản tính tự nhiên như vậy. Chúa nói anh em đừng sợ người ta. Trong đoạn tin mừng Matthew chương 10 câu 24 câu 33 Tức 3 4 lần Đức Giêsu nhấn mạnh. Anh em đừng sợ người ta, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không hay biết. Anh em đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Anh em đừng sợ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đức Giêsu nhấn mạnh đừng sợ, đừng sợ và đừng sợ. Phaolô lấy được sức mạnh để mà đừng sợ như vậy là vì như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chân dung của Phaolô là chân dung của một tù nhân và xương xích là dấu hiệu của lòng trung thành của ngài với tin mừng và chứng tá về đấng phục sinh. Xiềng xích chắc chắn là một thử nghiệm nhục nhã đối với thánh tông đồ trước mắt thế gian như là một tên tội phạm. Nhưng tình yêu của Phaolô dành cho Chúa Kitô mạnh đến nỗi ngay những xiềng xích này cũng được đọc với con mắt đức tin. Niềm tin đối với thánh Phaolô không phải là một lý thuyết, một ý kiến về Thiên Chúa và thế giới mà là tác động của tình yêu của Thiên Chúa đối với trái tim của Phaolô và tình yêu Phaolô dành cho Chúa Giêsu, cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và mình đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng việc sẵn sàng làm chứng cho tình yêu đó bất chấp đau khổ, tù đầy, thử thách và ngay cả mất mạng sống của mình. Mà thưa anh chị em, khi mình ra đi loan báo làm chứng cho một Thiên Chúa thì mình phải xác tín rằng Thiên Chúa mà mình làm chứng không phải là một Thiên Chúa yếu đuối, ủy mị, một Thiên Chúa bị người ta bắt nạt, một Thiên Chúa không còn cách nào khác thì đành phải chịu vậy. Không. Mình làm chứng cho một Thiên Chúa mà trong bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah nói rằng là tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngài rất cao Và có các thần đứng chầu Các vị ấy đối đáp tung hô rằng Thánh, Thánh, Chí Thánh Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa Đây là câu tung hô mà chúng ta vẫn hát trong mỗi thánh lễ trước khi truyền phép sau kinh tiền tục vinh linh mục chủ thể đọc vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh chúng con tung hô rằng thánh 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 chúa là thiên chúa các đạo binh trời đất đầy vinh quang chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa hoan hô Chúa trên các tầng trời khi anh hát mà buộc phải hát mới đúng tại vì đó là lời tung hô chứ không phải là lời đọc a à, thang 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 về ra mà đọc không phải đó là một lời tung hô cả trời đất đầy vinh quang của chúa thiên chúa mà chúng ta tôn thờ là một thiên chúa mà cả trời đất đầy vinh quang của ngài là chúa của các đạo binh ngài là đấng thánh đấng trí thánh mình phải xác tín như vậy cho nên một thiên chúa đầy quyền năng và giàu lòng thư xót nhớ đừng quên đầy quyền năng chứ không phải chỉ là Dầu lòng thương xót Vì lòng thương xót mà không có quyền năng cũng Không làm được cái gì Có quyền năng ấy mà không có lòng thương xót Thì trở thành độc tài Mình tôn vinh một thiên chúa Đầy quyền năng và giàu lòng thương xót Một thiên chúa đầy quyền năng Là một thiên chúa mà thánh Chí thánh, ngàn trùng chí thánh Một thiên chúa mà cả trời đất Là vinh quang chúa và tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển đền thờ tỏa khói mịt mù trước vinh quang của Thiên Chúa Mình phải quy đầu phủ phục tôn thờ Nhận biết được sự yếu hèn của mình Nhận biết được thân phận cát bụi của mình Trước một Thiên Chúa đầy vinh quang Cho nên ngày hôm nay Người ta phủ nhận vinh quang của Thiên Chúa Người ta làm lu mờ vinh quang Thiên Chúa Khi người ta xếp Thiên Chúa như con người Cá mè một lứa cả đối bằng đầu Khi người ta vào trong nhà thờ Mà người ta đi ngoan qua nhà tạm Không cúi đầu thờ lại Thiên Chúa Hay là đi ngang qua cây thánh giá không cúi đầu Đi ngang qua nhà thờ không biết cúi đầu thờ lại Một Thiên Chúa đầy vinh quang đang ngự ở trong nhà tạm này Không phải một Thiên Chúa nhỏ bé, giam hãm tù đầy ở trong đó nhưng một Thiên Chúa đầy vinh quang Nhưng mà hiện diện nơi bí tích thánh thể Để ở à với chúng ta Và Ngài chấp nhận Trong cái hình hành Đơn sơ nhỏ bé là tấm bánh Để được gần với chúng ta Để chúng ta đến với vinh quang Của Chúa qua tấm bánh thánh thể Mà không bị thiêu rụi Không bị thiêu đốt Không bị sợ hãi Như là Mô Xen, Như là các tiên tri mà nhìn thấy thiên chúa là không thể nhìn được đi thiên chúa đi ngang qua thôi và lấy khăn mà che mặt đi thì thưa anh chị em chúng ta đừng có nhờn mặt với thiên chúa những người mà dám gọi là phạm tội khi quân nếu ngày xưa phạm tội khi quân gọi là phạm thượng xúc phạm đến vua gọi là tội khi quân phạm thượng là tội chấm đầu là tội chu di cửu tộc mà ngày hôm nay chúng ta đã xúc phạm đến thiên chúa đầy quyền năng đến vinh quang của thiên chúa khi người ta hạ bệ các cây thánh giá xuống khi người ta lợi dụng xã hội chính trị hạ bệ tượng chúa xuống nói rằng lý lý do đó là phân biệt chủng tộc khi người ta hạ các cây thánh giá ở nhà thờ xuống người ta lý lý do là phải để cho tôn giáo phải tự do không có được cái gì thế này thế nọ thế kia rồi người ta tìm mọi cách để người ta đóng cửa các nhà thờ người ta phá hủy các nơi thờ tự vinh quang Thiên Chúa đang bị con người xúc phạm. Con người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Có khi ngay từ đời này, rất nhiều người, rất nhiều người leo lên mà đập tượng thánh giá không thể đập được. Đành phải để cái tượng thanh giá dù nó là một cơ quan. Rất nhiều người đã xúc phạm đến nhà thờ, đến nơi thờ phượng chết không kịp ngáp Một cái chết đến bất ngờ Một cái chết mà khủng khiếp dành cho họ Có những lời cảnh báo Có những dấu chỉ Để cho con người ta Đừng coi thường đấng tối cao Đấng trí thánh Ngàn trùng trí thánh Đấng mà cao Cái vũ trụ này chỉ đáng làm bệ Dưới chân của Ngài mà thôi Con người đừng có cao ngạo Đừng có phạm thượng Đừng có xúc phạm đến Thiên Chúa Ngang nhiên Dám đập phá nhà thờ Hay là tượng Hay là gỡ thánh giá Hay là có những lời lẽ Có những bài viết Có những hành động Mà xúc phạm đến Thiên Chúa Đứng trí thánh Coi chừng Hãy như là Isaiah Mà thốt lên Khốn thân tôi Tôi chết mất Vì tôi là một người môi miệng ô uế tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế thế mà mắt tôi đã thấy đức vua là đức chúa các đạo binh khốn cho tôi nếu mà chúa không thương xót thì tôi chết chắc rồi chết chắc rồi đừng có tưởng tôi là cái rốn của vũ trụ tôi là lãnh đạo tôi là mũi tối cao rồi cũng về với cát bụi thôi rồi cũng tàn phai theo năm tháng thôi chỉ có một mình thiên chúa là đứng tồn tại từ đời nọ tới đời kia quá khứ hiện tại và tương lai chỉ là một còn con người chỉ là một khúc ở trong lịch sử mà thôi có một khúc nào đó nó bùng lên rồi cũng tàn phai theo năm tháng chỉ còn lại một đống cho tàn mà thôi hỡi những nhà lãnh đạo những lãnh tụ mà cao ngạo mà phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa vẫn xót thương. Dù rằng mình nhận biết mình tội lỗi khốn cho thân tôi, tôi là một mối miệng ô uế mà ở giữa một dân mối miệng cũng ô uế, vậy mà Chúa vẫn thương tôi. Một trong các thần Saraphim bay về phía tôi cầm một hòn than hồng người đã dùng mà gấp từ trên bàn thờ đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói đây cái này đã chạm đến môi người người đã được tha lỗi và xá tội lòng thương xót đó máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra đó. rửa sạch tội tôi và làm cho tôi được nên thánh thánh hóa và rửa sạch bởi máu và nước từ trái tim của Ngài lòng thương xót của Thiên Chúa đó cho nên cái này đã chạm đến môi ngươi Ngươi đã được tha lỗi và xá tội Khốn cho tôi tôi chết mất Vậy mà Chúa sờ chạm đến tôi Tha tội cho tôi Tha lỗi cho tôi Để làm cái gì Để sai tôi đi Bây giờ nghe tiếng Chúa Thượng Phán Ta sẽ sai ai đây Ai sẽ đi cho chúng ta Chúa mời gọi mỗi một người mình làm công việc là ra đi loan báo tin vui tin mừng loan báo về một đấng quyền năng và giàu lòng thương xót ai là người làm công việc đó giữa tay anh chị ông bà em các bạn mỗi người hãy tiếp tay làm công việc đó đi như lúc nãy tôi nói trước bài lời chúa là ngày nào chúng tôi cũng cố gắng phục vụ anh chị em và rất là vui khi nhận được những tin nhắn hay là email hay là điện thoại nói rằng là cảm ơn cha và anh em trong ban truyền thông tín thác lòng thương xót lắm mỗi ngày cho chúng con những món ăn tinh thần lời của Chúa rồi chuyện đạo chuyện đời với các gương các thánh và những chứng nhân rồi cách sống đúng sống đẹp sống làm chứng nhân lòng thương xót Chúa nhờ thế mà chúng con mới có thể sống ngày hôm nay được Nếu không, hôm nào mà không có Chúng con thấy như là mình đói khát Vui lắm Và không những nhận được mà còn có sứ mạng Con gửi đi cho 100 người Con gửi đi cho 300 người Con xen vào các nhóm, các group Món gửi đi Gửi đến Ồ, thì Chúa sẽ hỏi rằng là Ta sai ai đây Ai sẽ đi cho chúng ta Mỗi người hãy như Isaiah mà nói Dạ con đây Xin sai con đi Mỗi ngày Chúng tôi thu âm Rồi phải lọc tiếng Rồi phải lồng nhạc Rồi phải ghép hình Để cho lời Chúa Được đến với anh chị em Nhanh nhất, sinh động nhất, sống động nhất và tiện lợi nhất cho anh chị em và anh chị em cũng thấy được cái đó cho nên nhiều người phản ánh là trung quân sẵn sàng tiếp tay với cha để có những anh chị em ngồi có khi 11, 12 giờ đêm Trách lại coi có bị sai sót gì về kỹ thuật hay không một hai giờ sáng tôi còn thức để gửi đi đến từng địa chỉ một và có những anh chị em có khi một mình mình chờ mãi Có ai trách bài sửa bài cho mình hay không Có lúc cảm thấy như là muốn hỏi coi Hôm nay có ai không Mà ước mong được có những bàn tay lên Dạ Có con Dạ con đây xin sai con đi Thì anh chị em mình hãy mạnh dặn ra đi Loan báo tin vui Tin mừng tin bình an Vô vị lợi vô điều kiện Không có lợi dụng youtube Hay là facebook hay là trang web để mà quảng cáo kiếm lời để mà mua bán tranh ảnh tượng gì cả hay là quyên góp kêu gọi đóng góp gì cả không tuyệt đối không bao giờ chúng tôi làm cái việc đó trong bất cứ cái phương tiện nào dù là trang web dù là facebook dù là youtube không hề có sen quảng cáo đấy mới là chính hiệu của tính thác lòng thương xót là trang web tính thác net là YouTube Tín Thác .net và là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác ba cái đó để anh chị em chúng ta nghe và Chúa hỏi ta sai ai đây thì mỗi người hãy nói với Chúa là dạ con đây này con hãy đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho bạn bè của con cho họ hoàng của con cho anh em của con vì những gì các con nghe được Lúc đêm hôm thì hãy ra giữa ban ngày Các con hãy nghe rỉ tai Thì hãy lên mái nhà mà rau giảng Ai tuyên bố nhận thầy Tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy Đứng ngự trên trời Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy Đứng ngự trên trời Không có xấu hổ, không có sợ hãi gì Khi loan báo, loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Không có ngại, không có sợ, không có xấu hổ gì cả. Ai mà ngại, ai mà sợ, ai xấu hổ, chối bỏ thầy, thầy cũng chối bỏ người ấy trước mặt cha thầy. Và ai mạnh dạn tuyên xưng thầy, tuyên xưng đứng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót trước mặt người đời thì thầy cũng tuyên bố công nhận người ấy trước mặt cha thầy. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được lòng hăng say nhiệt thành ra đi đáp lại lời Chúa Ta sẽ sai ai đây Ai sẽ đi cho chúng ta Xin cho mỗi người chúng con hăng say nhiệt thành mà đáp Dạ con đây Xin sai con đi Amen